nói. Ô, cô giáo kìa. À, cô ơi, em chào cô ơi. Cô nhìn em vừa mới trang điểm có đẹp không? Em là yêu quái phương nào xuống đây đó? Yêu quái cái gì mà yêu quái hả cô? Trang điểm thật trang gì? Trời ơi, trông em trang điểm giống chú Hà quá. Thấy một bộ phấn đẹp như thế này, hôm nay mình phải đánh thật nhiều mới được, mình phải đánh cho nó trắng trắng. Phấn hồng nhạt và một lớp phấn hồng đậm nè. Quá đẹp quá. Nhưng mà hình như là nhìn màu hồng à. Hồng này, hồng nhạt này đẹp hơn ấy. Ố, cái gì đây? Sao mà kỳ thế nhỉ? Hình như là cái bánh má. Nhưng mà trong này còn có cây phấn này đẹp hơn này. Mình sẽ đánh cây phấn này. Mình sẽ đánh một lớp tên này. Wow, hồng quá.
xoay gương mới được. Wow, gương ở dưới này nè, dễ thương quá. Phải của con nhà giàu lắm đây. Mình sẽ chọn màu nào đây? Ở đây có rất nhiều màu luôn. Màu hồng này, màu hồng đậm này, màu hồng nhạt, màu đỏ đậm. Cái màu này chưa có ai đánh nhỉ. Này còn nhìn đẹp quá, lớn lên quá. Nhưng mà cái này để đánh gì nhỉ? Chắc là để đánh môi nhỉ. Xuống đây đây. Yêu quái, cái gì mà yêu quái hả cô? Trang điểm thời trang nè. Trời ơi, trông em trang điểm giống chú Hề quá rồi. Cô thật mà, ôi rồi, em về em rửa mặt đi không nào. Em mà đi ra ngoài đường tí là người ta hốt đi xe máy, người ta chở đi chạy tâm thần đi em nhá. Thôi cô đi đây, bye bye. Ủa, nhưng mà cô bảo là mình giống chú Hề. Chú Hề còn thiếu gì nhỉ? À, đúng rồi, hình như là cái mũi. Mình đánh luôn cái mũi vào. Mũi rất là đẹp đây. Đây mình sẽ đánh cái, đánh môi này, đánh cho nó hay. Mà hai má của chú Hà là đỏ ơi là đỏ. Cho nên mình sẽ đánh luôn. Mình phải đọc con ngân cho mình đấy rồi. Con ngân ơi, cháu nhà con ngân ơi, con nhìn cháu vừa mới trang điểm xong có đẹp không cơ? Ôi giời ơi,
ơi, cháu à, cháu ơi, cháu trông giống như là như là con nhìn giống như là cái cô yêu quái ở trên phim Tây Du Ký đấy. Ôi trông xấu quá, cháu về đi, rửa mặt đi, không là ra đường là người ta cười chết thôi, con đi đây, trông xấu quá. Ủa sao ai cũng chê mình xấu nhỉ? Mình hát đẹp mà. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp thế này mới cứ bảo chó.